Cách đây 11 năm, bốn tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai được huấn luyện viên Wenger mời sang Arsenal tập luyện, thậm chí có cơ hội thi đấu cọ sát cùng các cầu thủ xuất sắc nhất của U18 Arsenal. Sau khi trở về, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường dần có những bước tiến, trở thành trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai và các cấp độ đội tuyển quốc gia trong quãng thời gian nhất định. Chỉ có duy nhất một người dần thụt lùi, đó là Đông Triều. Đông Triều, từng là tài năng trẻ nổi bật của lò Hoàng Anh Gia Lai JMG, đã biến mất khỏi ánh sáng đèn sân cỏ. Mặc dù có sự chuyển đổi từ vị trí trung vệ sang tiền vệ trung tâm, Đông Triều không thể cạnh tranh với những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương và các tài năng trẻ khác. Năm 2019, anh chuyển đến câu lạc bộ Bình Dương với hy vọng tìm lại chính mình, nhưng mùa giải 2019 không phải là một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Đông Triều. Sau khi huấn luyện viên Trần Minh Chiến từ chức, anh ít khi được xuất trận. Sự thụt lùi của Đông Triều đặt ra câu hỏi về nền tảng thể lực và khả năng thi đấu của cầu thủ trẻ, và anh là một minh chứng rõ ràng cho sự sụt giảm của một ngôi sao trẻ trong bóng đá Việt Nam.